Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nước Pháp đã trải qua những ngày rung chuyển bởi làn sóng biểu tình sôi sục. Làn sóng bạo động ở Pháp bắt đầu sau sự việc một nam thiếu niên 17 tuổi da màu tên Nahel M bị cảnh sát bắn chết vì không tuân thủ hiệu lệnh dừng khi vi phạm giao thông ở vùng ngoại ô Nantes, Paris. Đoạn video về vụ việc do một người qua đường ghi lại cho thấy hai sĩ quan đứng ở phía ghế lái, một trong số họ đã xả súng vào người lái xe, mặc dù dường như họ không phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào ngay lập tức. Công tố viên Pascal Rush của thành phố Nantes cho biết, viên cảnh sát nói rằng anh ta đã nổ súng vì sợ cậu bé sẽ cán phải ai đó bằng ô tô. Theo ông Rush nói rằng, viên cảnh sát được cho là đã hành động bất hợp pháp khi sử dụng vũ khí. Anh ta hiện đang phải đối mặt với một cuộc điều tra chính thức về tội cố ý giết người và đã bị tạm giam. Cái chết của người thiếu niên da màu đã trở thành mồi lửa thổi bùng nỗi bất bình vốn âm ỉ từ lâu trong xã hội Pháp. Những người biểu tình đã mang theo các tấm bảng ghi cảnh sát giết người, công lý cho Nahel, đập phá hàng trăm tòa nhà chính quyền để thể hiện sự tức giận về thành kiến chủng tộc vẫn còn tồn tại ở Pháp. Những đêm bạo lực liên tiếp trên khắp nước Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại đã khiến giới chức Pháp phải phát động một cuộc trấn áp với hơn 45.000 cảnh sát được huy động để tuần tra các thành phố trên khắp đất nước. Kể từ khi xảy ra vụ việc, hơn 3.000 người đã bị giam giữ và hơn 500 cảnh sát, hiến binh bị thương. Theo tính toán của CNN, dựa trên những con số do Bộ Nội vụ Pháp công bố, riêng tại Paris, 5.000 nhân viên an ninh đã được triển khai. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Damanin cho biết, các sĩ quan được trao quyền dập tắt bạo loạn, bắt giữ và khôi phục trật tự Cộng hòa. Các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp cũng đã chứng kiến các cuộc biểu tình bạo lực. Một người đàn ông đã bị giết bởi đạn lạc ở Cagnan, thủ phủ của Guyana, thuộc Pháp, trong cuộc bạo loạn ngày 28 tháng 6. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ít nhất 28 người trong các cuộc bạo loạn ở Réunion, một lãnh thổ của Pháp ở Ấn Độ Dương. Các nhà hoạt động xã hội tin rằng chủng tộc của Nahel là một yếu tố khiến cậu bị giết. Nahel sinh ra trong gia đình người Pháp gốc Algeria, là con trai của một bà mẹ đơn thân. Anh đã đăng ký một khóa học để trở thành thợ điện trong chương trình do chính phủ ban hành, nhằm nâng cao kỹ năng và hỗ trợ những người trẻ tuổi từ các khu vực khó khăn. Cái chết của Nahel gợi lại ký ức về 3 tuần tập bạo lực lan rộng khắp các vùng ngoại ô Paris năm 2005, khi Yves Benna, 17 tuổi và Bernard Trosser, 15 tuổi, bị điện giật tử vong khi trốn cảnh sát trong một trạm biến áp tại khu dân cư Lisseau-Bois gần thủ đô Pháp. Nhiều vấn đề đằng sau vụ bạo loạn đó đến nay vẫn chưa được giải quyết, thậm chí trở nên trầm trọng hơn do mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa cảnh sát và người dân Pháp. Giới quan sát đánh giá, không ít người da màu ở Pháp nói rằng họ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực từ cảnh sát hơn là người da trắng. Một nghiên cứu năm 2017 của Rights Defenders, một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập ở Pháp, cho thấy nam thanh niên người da đen hoặc người Ả Rập có khả năng bị cảnh sát chặn lại cao hơn 20 lần so với người da trắng. Theo Joseph Downing, giảng viên cấp cao về quan hệ quốc tế và chính trị thuộc Đại học Aston Anh, một số vùng ngoại ô nghèo quanh các thành phố lớn tại Pháp trong nhiều thập kỷ qua đã phải đối mặt với tình trạng bị tách biệt khỏi nhịp điệu phát triển xã hội. Chất lượng nhà ở và giáo dục kém kết hợp với việc bị cô lập về địa lý và nạn phân biệt chủng tộc khiến mọi người dân ở những vùng này gần như không thể có cơ hội cải thiện cuộc sống. Bằng chứng từ lâu đã chỉ ra rằng những người sống ở vùng ngoại ô nghèo có thể bị phân biệt đối xử vì chính nơi họ sống khi nộp đơn xin việc. Chỉ một địa danh trong hồ sơ cũng có thể khiến bạn bị tước đi cơ hội việc làm. Ông Downing nói, hậu quả là nỗi bất mãn trong giới trẻ ở những nơi này đã cháy âm ỉ suốt hàng chục năm. Việc giới lãnh đạo Pháp không có bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào về cách giải quyết vấn đề này đã khiến người dân ở các vùng ngoại ô cảm thấy thất vọng và chỉ cần một cái cớ như cái chết của thanh niên Nahel dưới tay cảnh sát cũng đủ để thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong họ, Downing cho biết thêm. Cái chết của Nahel đã khuấy động những căng thẳng từ lâu giữa cảnh sát và những người trẻ tuổi ở các khu dân cư nghèo. Nó cũng thúc đẩy lời kêu gọi xem xét lại kỹ lưỡng quy định về các trường hợp cảnh sát được nổ súng. Vài giờ sau khi Nahel thiệt mạng, Chủ tịch Hạ viện Pháp Gérard Pivet tuyên bố sẵn sàng đánh giá lại cách thức áp dụng luật quản lý sử dụng súng của cảnh sát. Luật này được thông qua năm 2017 sau một loạt vụ tấn công của các phần tử cực đoan tại Pháp. Kể từ đó, nhân viên thực thi pháp luật có thể nổ súng vào phương tiện khi tài xế không tuân thủ mệnh lệnh, bất chấp rủi ro với tính mạng người điều khiển và hành khách trên xe. Trong vụ của Nahel, viên cảnh sát đã bắn phát trúng chí mạng sẽ bị điều tra về tội cố ý giết người. Do cuộc điều tra sơ bộ đánh giá hành động của anh ta không đáp ứng các điều kiện sử dụng vũ khí hợp pháp.
Trước đây, các sĩ quan cảnh sát phải chứng minh họ dùng súng để tự vệ. Kể từ khi luật mới có hiệu lực, họ được phép nổ súng vào phương tiện mà những người ngồi trên xe có khả năng tấn công đe dọa tính mạng hoặc an toàn về thể chất của họ hay những người khác. Tuy nhiên, quy định nội bộ ngành cảnh sát Pháp chỉ cho phép sử dụng vũ khí trong những trường hợp thật sự cần thiết và theo cách thức phù hợp. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một phân tích về tình trạng gia tăng số người chết dưới tay nhân viên thực thi pháp luật tại Pháp. Vấn đề tương tự không xảy ra ở các quốc gia láng giềng. Họ cũng đặt câu hỏi liệu lực lượng cảnh sát đã được huấn luyện thích hợp cho các vụ nổ súng như vậy hay chưa. Những cáo buộc về tình trạng ra tay bạo lực từ lâu đã khiến cảnh sát Pháp đau đầu. Hội đồng châu Âu đã chỉ trích việc sử dụng vũ lực quá mức của các nhân viên thực thi pháp luật trong một tuyên bố hồi đầu năm nay, khi đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu của Tổng thống Macron. Các nhóm nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc cảnh sát Pháp lập hồ sơ sắc tộc, đồng thời khuyến nghị cải cách sâu rộng và hệ thống để giải quyết tình trạng phân biệt đối xử. Liên Hợp Quốc kêu gọi Pháp giải quyết các vấn đề sâu sắc về phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trong thực thi pháp luật, trong những bình luận đầu tiên của cơ quan lớn nhất hành tinh kể từ sau cái chết của thanh niên Nahel. Đây không phải là lần đầu tiên người dân Pháp nổi cơn thịnh nộ, ra đường biểu tình. Việc giới lãnh đạo Pháp không có bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào về cách giải quyết vấn đề này đã khiến người dân ở các vùng ngoại ô cảm thấy thất vọng và chỉ cần một cái cớ như cái chết của thanh niên Nahel dưới tay cảnh sát cũng đủ để thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong họ. Theo Joseph Downing, giảng viên cấp cao về quan hệ quốc tế và chính trị thuộc Đại học Boston, Anh, Tổng thống Emmanuel Macron đã đắc cử nhờ thông điệp tái công nghiệp hóa nước Pháp và phục hồi nền kinh tế. Nhưng tầm nhìn của ông không bao gồm kế hoạch sử dụng tăng trưởng kinh tế để mang lại cơ hội cho người dân vùng ngoại ô hoặc khai thác tiềm năng từ khu vực đó để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong hai nhiệm kỳ, ông đã không đưa ra được một chính sách nhất quán nhằm giải quyết một số vấn đề chính của vùng ngoại ô. Ông Macron đã tự giao hạn cho mình 100 ngày để hàn gắn đất nước và thiết lập lại nhiệm kỳ tổng thống sau nhiều tuần diễn ra làn sóng phản đối cải cách lương hưu không được lòng dân hồi đầu năm nay. Nhưng hy vọng thiết lập lại giờ đây có thể bị cản trở bởi các cuộc biểu tình lan rộng. Tổng thống Macron cũng đã cắt ngắn chuyến công du tham dự hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tại Brussels. Ông tuyên bố cấm tất cả các sự kiện quy mô lớn ở Pháp, bao gồm các sự kiện kỷ niệm và tụ tập đông người. Đồng thời kêu gọi các bậc cha mẹ giữ con cái ở nhà, nói rằng nhiều người đang bị tạm giam vẫn còn nhỏ tuổi. Ông Macron còn kêu gọi các nền tảng mạng xã hội giúp xoa dịu các cuộc biểu tình, yêu cầu TikTok và Snapchat rút các nội dung nhạy cảm nhất và xác định những người dùng sử dụng mạng xã hội để kêu gọi gây rối hoặc làm trầm trọng thêm bạo lực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!